Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung tiếp theo của cái học phần của mình ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của tiếp tục của chương số 4 ha. Ta đi vào nội dung của chương số 4. Rồi. Thì vậy thì chúng ta sẽ hôm trước ở chương số các chương trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về cơ bản về cái cái nội dung về cái các phương pháp cũng như là cái tìm hiểu về cái độc chất học khí thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về một cái nội dung tiếp theo, đó là chúng ta sẽ nói về cái chất độc vô cơ ha, nhóm các chất độc vô cơ. Thì ở đây chúng ta để ý rằng là khi chúng ta đề cập đến nhóm các chất độc vô cơ á, thì hôm trước mình ở trong cái chương số 2 mình cũng đã tìm hiểu về hai cái nhóm chất độc vô cơ mà chúng ta chia ra dựa theo phương pháp phân tích, đúng không? Đây dựa theo phương pháp phân tích, đó là nhóm chất độc vô cơ phân lập bằng phương pháp vô cơ hóa, đó là đối với những cái chất độc là các cái kim loại nặng. Và nhóm thứ hai là các chất độc vô cơ mà chúng ta phân lập bằng phương pháp lọc và thẩm tích, thì đó là đối với nhóm các chất độc là các axit bazơ và các anion độc ha. Vì thì chúng ta sẽ thấy giờ chúng ta cũng sẽ đi vào cụ thể từng cái nhóm riêng biệt như vậy để chúng ta nắm về cái cơ chế của nó như thế nào ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đối với các cái chất độc vô cơ thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái nhóm thứ nhất, đó là nhóm chất độc vô cơ phân lập bằng phương pháp là vô cơ hóa. Vô cơ hóa thì ở đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về một số cái kim loại nặng gây độc ha. Kim loại nặng gây độc thì nói chung là đối với các kim loại nặng gây độc thì chúng ta cũng có rất là nhiều các nhóm kim loại nặng gây độc. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng sẽ lưu ý rằng là các cái nhóm này á thì chúng ta không thể nào chúng ta đề cập được hết. Chúng ta không thể nào chúng ta đi vào hết tất cả những cái nhóm đó. Nên vì thế ở đây chúng ta cũng chỉ đưa ra một số cái nhóm chất độc mà nó gây độc và ảnh hưởng đến nhiều đến sức khỏe chúng ta trong quá trình chúng ta sinh hoạt, sinh sống và sử dụng thức ăn, thức uống. Để chúng ta sẽ lưu ý về những cái nhóm chất độc đó trong cái cuộc sống hàng ngày của mình để mình tránh bớt những cái nhiễm độc không có mong muốn. Vậy thì bây giờ ở trong cái nội dung của cái chương này á, thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về cái nhóm chất độc, đó là ba cái chất độc kim loại nặng, đó là thứ nhất là chì, thứ hai là arsen, thứ ba đó là thủy ngân. Đó là những cái chất độc mà chúng ta cần lưu tâm ha. Rồi thì bây giờ đối với cái chất độc kim loại đó là chì, chất độc kim loại đó là chì, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chì thì chúng ta nói chung là chúng ta đây là một trong những cái kim loại nặng mà nó được ứng dụng khá là nhiều, nó được ứng dụng khá là nhiều ở trong các ngành công nghiệp. Nó được ứng dụng rất là nhiều trong các ngành công nghiệp, và các ngành công nghiệp đó phục vụ cho cái cuộc sống hàng ngày của mình cũng khá là phổ biến đó. Nên vì thế cái nguy cơ về nhiễm độc chì của chúng ta là rất là lớn. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy nè, chì thì nó sẽ có những cái đặc điểm như thế nào. Thì đây chúng ta thấy rằng là chì nó là một cái kim loại mềm, đúng không? Nó là một cái kim loại mềm, rồi nó không có giá trị về mặt sinh học và nó có màu xám. Đặc điểm của nó chúng ta có thể hình dung được, nó có màu xám và nó rất là mềm mỏng, dễ chắc mỏng được, dễ uống cong được, vân vân, đúng không? Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là đối với những cái đặc tính như độ kim loại mềm, màu xám, dễ dắt mỏng hoặc là uống cong vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta có thể hình dung được, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý rằng là có một cái thuật ngữ mà mình sẽ phải nắm, đó là gì? Người ta nói kim loại chì này nó không có giá trị về mặt sinh học. Nó không có giá trị về mặt sinh học. Thì chúng ta biết rằng là về mặt giá trị về mặt công nghiệp, về tạo ra những cái sản phẩm thì nó rất là có giá trị. Nhưng mà đối với về mặt sinh học, đối với cơ thể người, cơ thể sống của chúng ta thì nó không có giá trị. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta muốn hiểu từ không có giá trị về mặt sinh học thì chúng ta phải nắm được, chúng ta phải hiểu được cái là giá trị về mặt sinh học, đúng không? Vì những cái kim loại nào thì có giá trị về mặt sinh học, còn những cái kim loại nào chúng ta gọi nó là không có giá trị về mặt sinh học. Đó. Và thì những cái kim loại mà chúng ta gọi là nó không có giá trị về mặt sinh học nghĩa là như thế nào?
Nghĩa là những cái kim loại này đóng vai trò là những khoáng chất, nó là những cái khoáng chất, đúng không? Ví dụ như là natri nè, rồi chúng ta có kali nè, chúng ta có canxi nè, đó, canxi, kali, rồi magie, rồi sắt, rồi kẽm, silen, vân vân, rất là nhiều các kim loại đó, nó đóng vai trò nó là những cái khoáng chất, à, nó là khoáng chất. Vậy thì những cái khoáng chất này nó có giá trị vì thì nó bởi vì bản chất của nó là đi vào trong cơ thể chúng ta sẽ liên kết với các cái enzyme, nó sẽ liên kết với các enzyme để tạo ra hoạt động của nhiều enzyme để giúp cho các enzyme nó hoạt động, và người ta gọi những cái khoáng chất đó bây giờ nó là những cofactor, tức là nó sẽ có giá trị về mặt sinh học. Đó. Tuy nhiên đối với chì á thì chúng ta thấy rằng là bản chất của nó là không có giá trị về mặt sinh học bởi vì nó không có đóng vai trò là những cái cofactor của các enzyme. Nó không có đóng vai trò là những cofactor của enzyme, nên vì thế khi nó đi vào cơ thể chúng ta thì nó trở thành những cái chất gây độc và ảnh hưởng đến nhiều cái hoạt động của nhiều enzyme và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa các chất ở trong cơ thể. Nên vì thế ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chính vì vậy mà người ta gọi cái chì nó là không phải là cái cái chất có giá trị về mặt sinh học, nghĩa là như vậy. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý cái đó ha. Tuy nhiên ở trong cơ thể chúng ta thì nồng độ chì nó sẽ có một cái giới hạn. Nếu mà nó ở mức cái giới hạn, ở dưới cái mức giới hạn đó thì nó vẫn bình thường, nó không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên khi mà cái nồng độ nó quá cao vượt cái giới hạn đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất rõ rệt. Yeah. Thì cái đó chúng ta cũng sẽ lưu ý ha. Rồi. Tiếp theo là chì nó là một hợp chất được ứng dụng rất là nhiều trong các ngành công nghiệp. Đó, nãy tôi có nói các bạn đó là gì? Tuy nó không có giá trị về mặt sinh học nhưng mà nó có giá trị vào trong các cái ngành sản xuất công nghiệp. Đó, rất là nhiều cái giá trị của nó. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như là trong ngành công nghiệp liên quan hàng, ví dụ chúng ta để ý là trong cái ngành công nghiệp điện tử đó, chúng ta thấy rằng là người ta sử dụng chì để người ta hàn các cái tụ điện này, các cái mạch điện này, đúng không? Rồi trong ngành công nghiệp pin là người ta làm cái tụ điện, ha, cái điện cực á, đó, chì chúng ta được sử dụng làm điện cực, rồi làm cần công nghiệp thuốc nổ này, hoặc là ngành công nghiệp là sản xuất sơn này, sơn tường, sơn nhà chúng ta đó, rồi ngành công nghiệp hoặc là sơn những cái sản phẩm đồ gỗ này, đồ gỗ, đồ nhựa này, đó, người ta cũng sử dụng bổ sung vào trong đó. Rồi trong ngành công nghiệp xăng dầu, đúng không? Ngành công nghiệp xăng dầu, rồi ngành công nghiệp mà mã kim loại hay là mã trên các đồ nhựa, vân vân. Nói chung là chúng ta thấy rằng là được sử dụng khá là phổ biến. Nói chung là ở đây ta thấy rằng là nó có rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Ngoài ra nó còn nhiều nữa, nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ không thể nào kể hết được. Hiện đây chúng ta tự về chúng ta tìm hiểu thêm. Như thế ở đây chúng ta thấy rằng là nó không có ý nghĩa về mặt sinh học nhưng mà nó có ý nghĩa rất là nhiều đối với các cái ngành khác, và các ngành này nó ứng dụng trong cuộc sống ta rất là nhiều, chúng ta gặp phải nó trong cuộc sống ta nhiều lắm ha. Rồi. Về cái hấp thu thì ở đây chúng ta thấy rằng là chì nó có thể hấp thu qua hệ tiêu hóa, qua hệ thống hô hấp, qua da. Vậy thì chúng ta thấy tóm lại là nó có thể hấp thu qua tất cả hầu hết các con đường mà chất độc đi vào cơ thể chúng ta ha. Rồi. Phân bố thì nó phân bố tích lũy ở trong gan này, trong thận này, trong mô mỡ này. Đó. Rồi. Thì đó là những cái đặc tính cơ bản ban đầu. Thì ở đây chúng ta có một cái sơ đồ, chúng ta có thể hình dung được rằng là cái chì nó đi vào môi trường sống của chúng ta. Đây chì nó đi vào trong môi trường sống ta và từ những cái hoạt động nào, và từ cái môi trường sống đó thì chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta tiếp xúc với những cái điều kiện môi trường đó thì nó sẽ gây độc cho chúng ta. Thì ví dụ như là từ khí thải ô tô, bởi vì sao vậy? Bởi vì ở trong cái xăng dầu nó có chì, nên vì thế khi chúng ta thấy rằng là cái xăng dầu nó đốt ở trong các lò đốt của các thiết bị máy móc á, thì nó sẽ phóng thích cái hơi chì ra, đúng không? Đặc là trong các ống khói của các nhà máy công nghiệp đó. Rồi người ta có thể bổ sung vào trong cái chất tạo màu này để làm tăng cái độ bám dính, và trong xăng dầu. Rồi người ta có thể bổ sung vào trong phân bón, thuốc trừ sâu nè. Đó, rồi trong ngành mã kim loại nè. Đó, mã kim loại. Rồi trong ngành công nghiệp bình điện nè. Đó, rồi trong ngành công nghiệp luyện kim nè.
rồi trong các cái chất thải sinh hoạt cũng như là chất thải công nghiệp của mình thải vào môi trường đó. Thì đó là những cái mà hoạt động mà đưa cái chì vào trong cái môi trường, và từ trong cái môi trường này khi chúng ta sinh sống ở trong các điều kiện môi trường đó thì chúng ta nhiễm độc với chì đó. Rồi thì đó là một số cái đặc tính cơ bản ban đầu. Rồi về độc tính của chì thì ở đây chúng ta sẽ xem thử là chì nó có những cái đặc tính về cơ chế gây độc của nó như thế nào. Thì chúng ta biết rằng là hầu hết tất cả các cái kim loại á, khi nó đi vào cơ thể chúng ta, kể cả những cái kim loại mà có bản chất là có giá trị mặt sinh học, kể cả những cái kim loại mà không có giá trị về mặt sinh học, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là khi nó đi vào cơ thể chúng ta thì nó sẽ tồn tại ở dạng liên kết với các cái nhóm hữu cơ. Chúng ta đã nói thông qua các cái nhóm SH, đúng không? Thì bữa chúng ta đã nói rồi, thì các cái kim loại này nó sẽ liên kết với các hợp chất hữu cơ thông qua các nhóm SH. Đó, và cái nhóm SH này người ta gọi là nhóm chion. Nên vì thế khi mà nó liên kết vào các cái hợp chất hữu cơ, đặc biệt là các phân tử protein enzyme mà có nhóm SH đó, thì nó sẽ làm cho các cái enzyme đó bị ức chế. Thì đây chúng ta thấy rằng là đặc tính của nó là chì và các cái muối chì chúng ta nó đều rất độc, và độc tính của nó thì vô cùng phức tạp. Thì đây chúng ta sẽ xem thử là cái tính ức chế của nó như thế nào. Thứ nhất là học tính về ức chế enzyme, thì đây chúng ta có thể thấy một số cái đặc tính ức chế enzyme này. Thứ nhất như tôi nói ở trên nó là gì, nó liên kết với các cái nhóm chion, tức là nhóm SH của các cái hợp chất protein enzyme đã, và gây hoạt động ức chế hoạt động của các enzyme, đúng không? Hoặc là nó có một cái cơ chế khác nữa, đó là gì? Ví dụ như là ở đây trên cái enzyme này nó có cái cofactor, đó là ion canxi đi, ion canxi, nó cùng hóa trị mà canxi 2+ đó, thì cái đây là một cái cofactor của cái enzyme này. Vậy thì bây giờ các chì này nó vào, nó tương tác, nó đẩy canxi này ra, đẩy canxi này ra và nó gắn chì vào đó. Thành ra thì chính vì vậy mà nó làm gì, nó làm cho cái enzyme này bị chế, tức là nó sẽ tương tác và thay thế các cái ion kim loại hóa trị hai đối với những cái enzyme nó có cofactor là những cái ion kim loại này đó. Vậy thì chính những cái tác động đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái quá trình chuyển hóa, nên ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hem, bởi vì nó ức chế các hoạt động của enzyme trong quá trình tổng hợp hem, rồi nó ảnh hưởng đến quá trình phóng thích chất truyền tín hiệu thần kinh. Nên vì thế khi chúng ta nhiễm độc chì thì nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mình khá là phổ biến rồi, hoặc là nó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của các nucleotide đó, nó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa nucleotide, tức là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình biểu hiện các thông tin di truyền cũng như là quá trình tái bản để phân chia tế bào, vân vân đó. Rồi nó ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa của gluco để tạo ra năng lượng, nên vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp đó. Thì nha đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là cái cơ chế gây độc của chì nó rất là đa dạng và rất phức tạp, thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều các con đường chuyển hóa ở bên trong cơ thể chúng ta đó. Rồi và ở đây chúng ta thấy rằng là độc tính của chì nó thể hiện chủ yếu ở trên thận, trên hệ thống tạo máu đó. Thì chúng ta biết rằng là đối với các kim loại nặng thì nó ảnh hưởng thận rất là nhiều, tức là hay nó làm gây suy thận và viêm thận đó. Nên vì thế ở đây chúng ta thấy rằng là vì sao mà ở vì người Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ người trẻ mà bị ngộ độc, bị thi thận rất là nhiều, bởi vì nó một phần nó từ ảnh hưởng từ những cái nguồn thức ăn uống của mình bị nhiễm độc các kim loại nặng rồi. Trong ảnh hưởng đến hệ thống tạo máu, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái quá trình tổng hợp hem, nên vì thế nó ảnh hưởng đến hệ thống tạo máu, ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự phóng thích chất truyền tín hiệu thần kinh, và ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản, và ảnh hưởng rất là nhiều đến sinh sản của chúng ta. Thì xíu nữa chúng ta sẽ thấy rằng là nó ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản cả nam cả nữ và trong tất cả các thời kỳ đó. Ví dụ ở nữ thì từ kỳ mang thai, nụ kỳ, nuôi con, mình sữa, vân vân, tất cả những thời kỳ đó đều bị ảnh hưởng bởi bởi cái gì à. À. Rồi thì ở trên cái hình này chúng ta có thể thấy rằng là cái tác động của chì đối với cái quá trình tổng hợp hem. Thì đây chúng ta thấy rằng là hôm trước chúng ta đã học hem ở trong cái phần hóa sinh rồi, chúng ta biết rằng là hem nó được tổng hợp theo 3 giai đoạn, đúng không? Giai đoạn 1 là tạo thành ALA ở trong thi thể, giai đoạn 2 tạo thành cô protobufferin 3 ở ngoài tế bào chất, và giai đoạn 3 thì tổng hợp nên là protobufferin chính và kết hợp với sắt 2 để tạo thành hem, đúng không? Thì bây giờ đây chúng ta thấy này, những cái vị trí này đây là cái enzyme ALA synthetase, thì khi chúng ta ngộ độc chì thì nó sẽ ảnh hưởng đến enzyme này, nó ức chế enzyme này. Rồi enzyme này là ALA dehydrogenase cũng bị ảnh hưởng. Rồi
các cái enzyme này cũng bị ảnh hưởng của proboxygenogen 3 để tạo thành proben chính là enzyme khử carbuzin. Rồi cái phản ứng tạo thành liên kết giữa sắt với lại là hem nó cũng bị ảnh hưởng. Nói chung là tất cả những cái quá trình tổng hợp và thoái hóa hem hầu như nó đều bị ảnh hưởng hết bởi cái nhiễm độc chì. Vậy thì khi mà chì nó đi vào trong hệ thống cơ thể chúng ta thì nó sẽ liên kết vào các cái enzyme liên quan đến quá trình tổng hợp hem và gây ức chế hoạt động của nhiều enzyme. Đó, nó gây ức chế hoạt động của nhiều enzyme. Nên vì thế cái quá trình tổng hợp hem này sẽ không được hình thành. Và khi hem không được hình thành thì nó sẽ không tạo ra tế bào hồng cầu trưởng thành và dẫn đến là gây ra thiếu máu. Liên quan đến cái con đường hô hấp thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái chì này nó sẽ liên kết vào các cái phức hợp trong chuỗi hấp tế bào, tương tác với các cái sắt 2, sắt 3, rồi liên kết với đồng, tương tác với đồng đó để nó gây ra sự hình thành nhiều gốc tự do, đúng không? Ví dụ như chúng ta thấy rằng là O2 trừ này, H2O2 này, OH trừ này, đây là những gốc tự do được hình thành và nó ức chế quá trình hô hấp và ảnh hưởng đến quá trình hô hấp để tổng hợp lại năng lượng cho hoạt động của tế bào. Đó. Rồi, một cái tác động nữa đối với chì đó là ảnh hưởng đến cái nồng độ của cholesterol ở trong máu. Nó ảnh hưởng đến nồng độ của cholesterol ở trong máu. Thì ở đây chúng ta biết rằng là khi chúng ta ngộ độc chì thì chúng ta thấy rằng đây là cái quá trình tổng hợp cholesterol từ đây đến đây, đúng không? Nó chia làm 3 giai đoạn đó. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là khi chúng ta ngộ độc chì thì hoạt tính của các cái enzyme liên quan đến quá trình tổng hợp cholesterol như thế nào, hoạt tính của nó sẽ tăng. Nên vì thế cái nồng độ cholesterol khi chúng ta ngộ độc chì nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên cái hoạt tính của những cái enzyme liên quan đến quá trình thoái hóa cholesterol thì lại giảm. Nên vì thế khi nó giảm như vậy thì cái nồng độ chì, cái cholesterol trong máu chúng ta như nào, khó có thể được bị oxy hóa tại gan để đào thải. Nên vì thế khi chúng ta ngộ độc chì thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nồng độ cholesterol, thì chúng ta thấy nồng độ cholesterol tăng nhanh và dẫn đến cái hệ thống tim mạch của chúng ta, ảnh hưởng đến tim mạch, đúng không? Đó, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, vân vân. Rồi thì đó là về một số cái cơ chế gây độc và tác động của chì khi chúng ta ngộ độc của nó. Thì đây chúng ta có về liều độc. Liều độc thì đây chúng ta lưu ý rằng là khi chúng ta nói đến các kim loại thì mình phải nhớ cái điều này, nó được chia thường, nó nguyên tắc của nó là chia làm hai loại. Đối với chì thì người ta chia làm hai loại, nhớ ha, chì á, để cho nó rõ ha, nó chia làm hai loại. Là thứ nhất là chì vô cơ, là chì vô cơ. Là thứ hai là chì hữu cơ. Cái nào cũng vậy á, hữu cơ. Chì vô cơ thì nó lại có hai loại, được nha. Chì hữu cơ là có hai loại, đó là chì nguyên tố. Đó là chì nguyên tố. Rồi, và cái hai là chì dạng ion. Đó. Được nha. Chì dạng nguyên tố và chì dạng ion. Còn chì hữu cơ đó là chì gì? Chì nó liên kết với các hợp chất hữu cơ. Nó liên kết với các nhóm thế hữu cơ á, thì nó sẽ tạo ra chì hữu cơ. Đó, nên vì thế trong này chúng ta hay gọi đó là chì vô cơ, chì hữu cơ, chúng ta sẽ lưu ý cái điều đó. Thì đối với chì vô cơ á, thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó thể hấp thu qua hệ tiêu hóa, hô hấp và da. Đó, nói chung là đi theo rất là nhiều con đường khác nhau. Rồi, còn chì hữu cơ á, thì nó sẽ gì? Nó hấp thu nhanh qua đường hô hấp và tác động lên phổi và qua da thì gây kích ứng. Đó, thì ví dụ như ở đây chúng ta có cái loại chì hữu cơ, đó là chì tetraethin nhé. Chì này nó được ứng dụng bổ sung vào trong xăng dầu rất là nhiều. Đây, về các cái nguyên nhân mà mình ngộ độc bởi chì thì chúng ta sẽ xem chúng ta có những nguyên nhân nào. Nguyên nhân thứ nhất là do bị đầu độc. Thì cái này đối với chì thì người ta không có sử dụng trong đầu độc, bởi vì sao? Bởi vì cái chì này nó có mùi rất khó chịu và dễ bị nôn. Nên vì thế khi mà chúng ta ăn phải cái nồng độ chì cao thì nó sẽ có mùi và nó gây nôn ngay. Thật ra trong trường hợp mà mình sử dụng những thuốc phá thai đó, nó có một cái nồng độ chì khá là cao, bởi vì cái chì nó ảnh hưởng đến cái hệ thống sinh sản rất mạnh. Để mình thấy người ta hay sử dụng trong những trường hợp này. Đó, thì chúng ta cũng sẽ bị nhổ độc trong những trường hợp này. Rồi, thứ hai đó là do những cái tai biến. Thứ hai là do những tai biến. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là do những tai biến, ví dụ như là chúng ta dùng những cái thuốc có chứa chì quá liều này, rồi chúng ta uống những cái nguồn nước, loại các loại thực phẩm, loại nước uống ta, hoặc là vân vân, thì nó có lẫn chì ở trong đó. Hoặc là chúng ta chơi những cái đồ chơi mà người ta sơn
những cái loại sơn mà có pha chì, đặc biệt là chúng ta để ý rằng là sơn ở trên những cái đồ gỗ với lại đồ nhựa đó là những cái sản phẩm mà người ta thấy rằng là khi người ta sơn thì cái sơn đó nó có chứa một nồng độ chì khá là cao, khá là cao. Rồi thì ở đây chúng ta thấy rằng là hoặc là sơn nhà có chứa chì, sơn nhà của người ta có pha chì, thì đó là về cái do những cái tai biến xảy ra. Rồi trong nghề nghiệp á, thì ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ như mình làm ở trong những cái nơi, những cái điều kiện, những cái công việc của chúng ta tiếp xúc phải hơi chì nhiều, bụi chì hoặc là những cái hợp chất có chứa chì, ví dụ như trong các nhà máy sản xuất sơn nè, là sản xuất bình ắc quy nè, mình làm trong các cái mỏ chì, các cái lò nung chì, hoặc là trong những cái nơi mà chúng ta mạ kim loại, hoặc là những cái nhà máy in, nhà máy cái tiệm photocopy, vân vân, hoặc là chúng ta làm công nhân ở trong các cái nhà, trong các cái trạm xăng dầu, vân vân, thì chúng ta sẽ nhiễm độc chì, người ta gọi là nhiễm độc chì mãn tính, gọi là ngộ độc chì nghề nghiệp á, ha. Rồi vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta ngộ độc chì thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái triệu chứng như thế nào đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thứ nhất là đối với trường hợp chúng ta ngộ độc cấp và bán cấp thì chúng ta sẽ xem thử nó có những triệu chứng như thế nào. Ở đây khi chúng ta ngộ độc chì là triệu chứng thứ nhất đối với thể chất, biểu hiện ở trên thể chất cơ thể chúng ta, thì ở đây chúng ta thấy rằng là thể chất chúng ta thấy mệt mỏi nè, biếng ăn nè, ăn không tiêu nè, khó chịu trong người nè, rồi thể chất nói chung là chúng ta thấy rằng là nó yếu hơn, ăn uống nó không ngon miệng, rồi sụt cân, mất ngủ, rồi hay mê sảng nè, rồi vân vân, thì đó là những cái biểu hiện về thể chất chúng ta bị suy giảm. Đó. Rồi cái tiếp theo nữa là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa thì do bởi chì á, nó sẽ ức chế hoạt động của nhiều enzyme, đặc biệt là enzyme các enzyme alpha amylase, đúng không? Đó thì nó sẽ làm cho cái quá trình tiêu hóa thức ăn của chúng ta sẽ kém đi, nên vì thế nó sẽ làm cho cái cảm giác của chúng ta ăn không có thấy ngon miệng, đó, không có ngon miệng, không có vị gì cả, nói chung là nên vì thế dẫn đến trường hợp đó là chúng ta bị biếng ăn. Rồi các enzyme nó bị ức chế thì nó gây ra rối loạn tiêu hóa, rồi nó gây ra đau bụng, gây ra nôn mửa, tiêu chảy, phân đen, sau đó nó gây ra táo bón. Đó thì đó là đối với cái biểu hiện chúng ta ngộ độc chì. Đó. Rồi đối với hệ thống thần kinh trung ương thì ở đây để chúng ta đi biết rằng là nó gây ra là ảnh hưởng đến quá trình phóng thích các chất truyền cho hệ thần kinh đó, nên vì thế nó sẽ biểu hiện trên hệ thống thần kinh trung ương, chúng ta có nhiều cái triệu chứng trên hệ thống thần kinh trung ương đó là gì, nó gây ra nhức đầu, gây ra kích ứng, mê sảng, co giật, có thể hôn mê. Và nếu mà trẻ em bị ngộ độc với chì á thì nó sẽ làm cho trẻ em này như nào, là học tập không có tập trung được, giảm khả năng học tập, rồi giảm thính lực, rồi gây ra những cái thiểu năng trong cái thần kinh, đúng không? Và nếu mà nồng độ cao như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương não, gây phù não và gây thoái hóa tế bào thần kinh. Đó. Rồi đối với hệ thần kinh vận động tức là chúng ta các cái đi lại á, các cơ khớp á, thì chúng ta thấy rằng nó gây ra là yếu cơ này, viêm cơ này, viêm khớp này, rồi gây ra rối loạn phối hợp và có thể dẫn đến tê liệt này. Đó. Rồi đối với hệ thống tạo máu thì nó sẽ gây ra thiếu máu, bởi vì chúng ta biết rằng là nó ức chế quá trình hình thành hem, nên vì thế nó sẽ gây ra thiếu máu. Rồi đối với hệ thống sinh sản thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó gây ra thoái hóa tinh hoàn, đó là ở nam, nó sẽ gây ra thoái hóa tinh hoàn. Rồi nó giảm sự sinh tinh trùng ở nam giới, và phụ nữ thì nó có thể gây ra sảy thai, sinh non, hoặc là trẻ sơ sinh có trọng lượng thấp. Rồi đối với hệ thống tiết niệu tức là thận thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn về chức năng của ống thận, gây ra viêm thận, gây ra sơ hóa tế bào kẽ, gây ra tiểu ít, bí tiểu hoặc là tăng lượng ri huyết. Đó nên vì thế ở đây chúng ta thấy rằng là một trong những cái tác động khá là mạnh và gây ra biểu hiện rất là nhiều, và có thể gây ra dẫn đến là chúng ta tử vong sau này rất là nhanh, đó chính là gây ra ảnh hưởng đến hệ tiết niệu, đó là gây ra viêm thận. Rồi tiếp theo là đối với những cái trường hợp mà ngộ độc mãn tính thì ở đây chúng ta có những cái nguyên nhân nào, thì nói chung là nguyên nhân là do nghề nghiệp, do nghề nghiệp
Rồi thì ở đây chúng ta thấy rằng là do hít phải hơi trì nè, tức là chúng ta làm ở những cái nơi mà thường xuyên hít phải hơi trì, rồi bụi trì, đặc biệt là những cái cảnh sát giao thông hoặc là những người đi ngoài đường nhiều, và chúng ta không có phương tiện để hạn chế việc chúng ta hít phải bụi trì, hơi trì, rồi xăng có pha trì và tiếp xúc hóa chất có chứa trì trong một thời gian dài. Thì chúng ta thấy rằng là ngộ độc mãn tính chủ yếu là do ngộ độc nghề nghiệp là chính, ngộ độc thường diễn. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy này, khi chúng ta ngộ độc túi trì theo kiểu mãn tính thì nó sẽ biểu hiện cho cơ thể chúng ta những cái gì để chúng ta có thể phát hiện được? Tức đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái viền xanh đen ở nướu, tức là giữa vị trí nướu với răng đó, thì chúng ta thấy ngay chỗ cái mép đó, mép nướu chúng ta tiếp xúc với gần với răng đó, là nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái viền xanh đen, đặc biệt là những cái răng ở bên trong, nó sẽ biểu hiện rõ hơn so với cái răng giữa. Rồi. Tiếp theo là lượng hồng cầu trong máu ta giảm, bởi vì nó ảnh hưởng đến quá trình tảo hôn nên vì thế cái lượng hồng cầu trong máu ta sẽ giảm. Rồi, nó xuất hiện hồng cầu hoặc kiềm ở trong máu, tức là chúng ta sẽ lấy máu, ta gọi kính hiển vi, chúng ta sẽ thấy những tế bào hồng cầu hoặc kiềm. Tế bào hồng cầu hoặc kiềm là tế bào như thế nào? Tức là tế bào hồng cầu kiềm đó là những trên bề mặt của tế bào, chúng ta gọi kính hiển vi, chúng ta thấy nó có những cái chấm li ti màu xanh, thì đó là tế bào hồng cầu kiềm. Rồi, porphyrin ở trong nước tiểu. Porphyrin trong nước, bởi vì nó ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp hem, nó tạo ra cái nồng độ porphyrin lớn, nên cái porphyrin này nó sẽ đào thải vào trong máu và sẽ thấy con đường nước tiểu. Đó. Rồi về các cái biểu hiện khác, ví dụ như là nước da chúng ta xám, nói chung là nước da chúng ta nhợt nhạt xấu đi. Rồi hơi thở chúng ta có mùi. Đó, mệt mỏi, biếng ăn, tức là những cái triệu chứng về lâm sàng chúng ta thấy mệt mỏi, biếng ăn, mất ngủ, sụt cân, hôn mê, táo bón, rồi rối loạn thần kinh, đau đầu, chóng mặt, rồi ảnh hưởng đến viêm cơ, viêm khớp, rồi rối loạn vận ngôn, vận hành, hành vi chúng ta bị ảnh hưởng. Đó, nói chung là chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các biểu hiện về thể chất chúng ta, cũng như là các biểu hiện lâm sàng chúng ta thấy rất là rõ rệt. Rồi nếu mà mình bị ngộ độc như vậy sau vài năm, thì chúng ta làm trong một cái công việc chúng ta thì làm rất là nhiều năm đúng không? Đó, nếu mà chúng ta làm thường xuyên như vậy thì chúng ta sẽ bị nhiễm độc, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái huyết áp. Huyết áp chúng ta sẽ tăng, viêm thận mãn tính, đúng không? Và thể chất chúng ta bị suy mòn dần và có thể dẫn đến tử vong sớm. Đó, thì đó là những cái biểu hiện mà chúng ta thấy rằng là khi chúng ta ngộ độc mãn tính với trì. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ trong chẩn đoán thì người ta sẽ phải chẩn đoán như thế nào để người ta xác định được rằng là chúng ta có thể là do nhiễm độc trì, biểu hiện ra những cái triệu chứng như vậy? Thì ở đây về mặt chẩn đoán thì người ta sẽ dựa vào các triệu chứng lâm sàng và tiền sử bệnh. Đó, ví dụ như các cái triệu chứng lâm sàng mà nãy chúng ta nói đó, thứ nhất là về sắc thái nè, về sắc thái chúng ta biểu hiện này, nó da nhợt nhạt xấu hơn, rồi biếng ăn, đau bụng, ăn không tiêu, rồi ngủ hay mê sảng, hoặc là có thể là hôn mê, rồi có thể dẫn đến những cái trường hợp đó là gì, đau cơ, đau khớp thường xuyên vân vân. Đó, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái triệu chứng lâm sàng cũng như là tiền sử bệnh của các cái bệnh nhân đó. Rồi tiếp theo là chúng ta phải lấy máu để xác định nồng độ trì ở trong máu. Chúng ta phải lấy máu để xác định nồng độ trì ở trong máu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối với một người bình thường, trẻ em bình thường thì cái nồng độ trì ở trong máu phải nhỏ hơn 5 microgram trên decilit máu. Được chưa? Còn nếu mà mình định lượng ra mình thấy nó cao hơn thì chứng tỏ là cái trẻ em đó bị ngộ độc trì. Rồi đối với người lớn của chúng ta thì cái nồng độ trì nó là khoảng 25 microgram trên decilit máu. Đó, thì dưới cái đó thì là ở mức không nhiễm độc, còn trên nó sẽ là mức nhiễm độc. Rồi, người ta lấy máu, người ta quan sát chứ kính hiển vi coi thử là nó có những xuất hiện những tế bào hồng cầu hoặc kiềm hay không. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ trên cái hình này chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái tế bào hồng cầu hoặc kiềm. Đây, đó chúng ta thấy nhìn trên kính hiển vi thấy rất rõ những tế bào hồng cầu hoặc kiềm. Đúng không? Tức là chúng ta thấy rằng là những cái tế bào này trên cái bề mặt của nó, chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy rằng là nó có những cái chấm li ti, chi ti mò, tím tím xanh xanh, đúng không? Tím xanh đó, hồng hồng, có những cái trường hợp ta nhìn thấy nó hồng hồng chấm chấm rất là nhiều. Và thường những cái tế bào hồng cầu hoặc kiềm như thế này là những tế bào không có chức năng, nó sẽ đi vào con đường nó sẽ bị phá vỡ rất là sớm. Nên vì thế khi chúng ta nhiễm độc trì thì một thứ nhất là nó không tạo ra được hem, nó không tạo ra tế bào hồng cầu, hay là nó tạo ra hồng cầu hoặc kiềm, nên vì thế những cái tế bào đó sẽ bị thoái hóa sớm và dẫn đến là
cái nồng độ hồng cầu trong máu chúng ta nó giảm thì vì thế cái khả năng vận chuyển oxy trong máu ta sẽ giảm. Chụp X quang xương, bởi vì chúng ta thấy rằng là nó ảnh hưởng đến gì, nó ảnh hưởng đến cái xương khớp và các cái chi, các cái cơ, ảnh hưởng đến vận động, đúng không? Nên vì thế người ta phải chụp X quang xương người ta để tìm viền đậm ở các cái đầu khớp xương. Thì đây chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy cái đầu, các cái đầu khớp xương của nó như là khô ráp nó tạo ra khi chúng ta chụp trên X quang, ta thấy nó có đường viền đậm xuất hiện. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây, ví dụ là chúng ta thấy này, những cái đầu khớp xương chúng ta bị khô ráp này. Đó, những cái đường viền đậm xuất hiện, đúng không? Khi chúng ta chụp X quang. Còn ví dụ những cái vùng này thì nó phẳng phiu. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nhiễm độc trì thì chúng ta thấy nó xuất hiện các cái đường viền đậm rất là rõ rệt trên các cái đầu khớp xương. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái nguyên nhân, một cái yếu tố mà sẽ gây ra sự gì, nó gây ra cái trường hợp đó là gì, đó là nó gây ra chúng ta những cái trường hợp viêm khớp. Ví dụ như khi chúng ta vận động như vậy thì cái khớp xương chúng ta nó không có bẩn phiêu, nó không có chứa nhiều các cái dịch để làm giúp cho chúng ta trơn nhớt cái độ khớp của xương, nên vì thế hay gây ra viêm khớp tại các vị trí đó, và dẫn đến là có thể là liệt chi, hoặc là các cái cơ chúng ta nó bị co rút lại, nên vì thế nó làm cho cái khả năng vận động ta sẽ kém đi. Được chưa? Thì đó là một trong những cái biểu hiện chúng ta thấy cũng rất là rõ rệt. Đó. Rồi. Thì ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng đây là cái trường hợp mà các cái đường viền, người ta gọi là đường button line, tức là đường xanh đen ở đây là nướng này, chúng ta thấy có những cái đường button line này, nói chung là ở đây rất là rõ ha. Những cái đường button line. Còn ở đây thì nó không có rõ lắm. Rồi hoặc là chúng ta thấy rằng là bị khớp, nó bị khớp, bị cơ này, nó bị gây ra sự co rút cơ khớp chúng ta, viêm khớp xuất hiện. Về điều trị thì ở đây chúng ta sẽ xem thử là cái cách mà chúng ta điều trị đối với trường hợp chúng ta ngộ độc với lại trì như thế nào. Thì bây giờ ví dụ như nó có nhiều cái thời điểm, ví dụ như nếu mà trường hợp là chúng ta vừa ăn uống phải, chúng ta thấy, chúng ta biết rằng là chúng ta bị nhiễm độc với một cái chất độc trì nào đó hoặc là một cái chất nào đó, thì chúng ta theo một cái quán tính của chúng ta, cái thói quen của chúng ta là chúng ta phải nôn, chúng ta phải rửa dạ dày, hoặc là chúng ta phải thục tháo, ví dụ như những trường hợp nó còn trên hệ tiêu hóa, chúng ta phải làm những điều đó, đúng không? Còn nếu mà những cái trường hợp mà nó đã ngấm vào trong máu rồi thì chúng ta cũng có sẽ có những cái cách khác đó. Hoặc là nếu mà chúng ta ngộ độc trì, chúng ta thấy nó xuất hiện những cái triệu chứng bất lợi ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ phải điều trị các triệu chứng đó. Là những cái quy tắc mà chúng ta đã học ở trong cái chương số 1 rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ áp dụng như thôi. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy này, cái đầu tiên là chúng ta phải loại nó ra khỏi cơ thể, như là chúng ta đã nói nãy đó, chúng ta phải loại nó ra khỏi cơ thể. Rồi. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta loại nó ra khỏi cơ thể chúng ta như thế nào. Ví dụ như khi chúng ta uống phải đi, chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta uống phải, chúng ta phát hiện chúng ta bị uống phải những cái chất độc, trong đó có chứa chì, đúng không? Nên nó có thể là chúng ta nhiễm độc với chì. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải gây nôn, đúng không? Chúng ta phải nôn ra ngay. Có nhiều cách nôn lắm, đúng không? Chúng ta thường chúng ta móc họng để chúng ta nôn nhanh. Hoặc là mình có thể tiến hành rửa dạ dày bằng các cái dung dịch là natri sunfat hoặc là magie sunfat, để chúng ta kết tủa chì lại, chúng ta rửa dạ dày. Rồi hoặc là chúng ta có thể uống than hoặc để hấp phụ chì. Đó, hoặc là nếu mà cái chì nó đi vào trong hệ tiêu hóa chúng ta ở dạng ruột non rồi á, thì chúng ta phải thực hành tẩy sổ hoặc là chúng ta thục tháo để chúng ta loại nó ra. Tức là tất cả những cái biện pháp đó chúng ta làm sạch cái đường tiêu hóa chúng ta, không còn có chứa một cái chất độc chì nào ở trong hệ tiêu hóa chúng ta hết, để hạn chế việc hấp thu của chì vào trong máu. Đó. Tuy nhiên nếu mà cái việc mà chúng ta để ý rằng là cái chì nó đã có cái nồng độ cao ở trong máu rồi, đúng không? Cái chì nó đã có cái nồng độ cao ở trong máu rồi, thì bây giờ làm cách nào để chúng ta loại nó ra khỏi máu, khỏi cơ thể chúng ta? Đó, thì đối với các kim loại thì người ta sẽ có một cái chất thuốc điều trị đặc hiệu để tạo ra một cái liên kết giữa cái chất đó với lại chì để nó đào thải theo con đường nước tiểu nhanh hơn. Đó là một cái chất người ta gọi là chất tạo chelator, thì hay thường người ta gọi là chelator, chelator nha.
Đây là chelator, đó là những cái chất gì, những cái chất hữu cơ có khả năng liên kết với các kim loại thì người ta gọi đó là những chelas. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy này, nói chung là về chelas thì rất là nhiều, mà chúng ta đã trong cái chương số 1 tôi có nói các bạn, bảo vệ các bạn xem á đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta đưa các cái chelas này vào ở trong máu thì các chelas này nó sẽ liên kết được với các cái kim loại trong máu, và khi nó liên kết với kim loại trong máu thì nó sẽ tạo thành một cái phức hợp, và cái phức hợp này nó sẽ đào thải theo con đường tiểu và đi ra khỏi cơ thể chúng ta, đào thải khỏi cơ thể chúng ta đó. Tuy nhiên á, chúng ta biết rằng là chì á, nãy chúng ta có nói là độc tính của nó là gây độc ở trên thận này, trên gan này, trên cơ quan tạo máu này, đúng không đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta để ý rằng là đối với những cái chất độc mà nó gây độc trên thận, bởi vì cái bản chất của chì đó là một cái kim loại nặng mà gây độc trên thận ta rất là nặng, thường gây ra suy thận, đúng không? Nên vì thế trong cái quá trình mà chúng ta điều trị, việc mà chúng ta sử dụng chelate để đào thải nó theo con đường nước tiểu á, thì nguyên tắc đầu tiên của những cái chất độc mà gây độc trên thận á, thì người ta phải sử dụng cái BNL đầu tiên, tức là người ta sẽ sử dụng khởi đầu là BNL đó. Vậy thì cái thằng này có mục đích để làm gì? Thằng này có mục đích là để bảo vệ cấu trúc của thận, bởi vì chúng ta nhớ rằng là khi chúng ta muốn đào thải theo con đường thận tốt thì cái cấu trúc thận ta phải ổn định. Nên vì thế cái bản chất của BNL đó là gì? Đó là có vai trò là ổn định hoặc là bảo vệ cấu trúc của thận, để không có làm hư hỏng cấu trúc thận khi chúng ta sử dụng những cái canxi TA để tạo phức để đào thải. Vậy thì bây giờ sau khi người ta sử dụng BNL khởi đầu, tức là đầu tiên người ta sẽ sử dụng BNL trước, rồi sau đó 4 giờ sau khi người ta sử dụng BNL thì người ta mới sử dụng các cái phức tạo chelate. Thì ở đây người ta có thể sử dụng phức tạo chelate đó là canxi ETA, hoặc là người ta có thể sử dụng DMSA, đúng không? Thì tùy theo cái nồng độ nặng hay nhẹ thì người ta có thể sử dụng DMSA hoặc là canxi ETA. Thì trong trường hợp mà nếu mà chúng ta mà cái nồng độ cao đậm, tức là cái nồng độ chì trong máu chúng ta cao, thì người ta hay sử dụng canxi ETA. Người ta có thể tiêm bắp hoặc là truyền tĩnh mạch chậm đó, và liên tục trong 5 ngày. Những trường hợp có thể là nồng độ quá cao, có thể nó đến kéo dài đến tới 11 ngày, người ta có thể sử dụng kéo dài đến tới 11 ngày lận đó. Và khi mà người ta tiêm truyền cái canxi ETA vào thì cái canxi ETA này nó đi vào máu đó, thì nó sẽ liên kết với gì? Nó sẽ liên kết với các cái kim loại chì đó để tạo thành một cái phức, và nó đào thải theo con đường nước tiểu. Và khi nó liên kết như vậy, nó đào thải theo con đường nước tiểu thì nó sẽ ngăn chặn được cái quá trình phân bố của chì lên hệ thống thần kinh. Bởi vì khi nó lên hệ thống thần kinh thì nó gây ra gì? Nó gây ra phù não, nó gây ra thoái hóa tế bào thần kinh, nó gây ra nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Rồi còn những cái trường hợp mà ngộ độc nhẹ hơn á, thì người ta chỉ cần sử dụng DMSA, không cần phải sử dụng canxi ETA. Được chưa? Thì đó là cái đặc tính của nó như vậy. Nói chung là đối với các kim loại thì chúng ta sẽ sử dụng các chelate. Đó là một đặc trưng của nó. Bởi vì cái khả năng liên kết của các kim loại với các chelate này rất là mạnh. Rồi. Về các cái, nếu mà chúng ta xuất hiện các triệu chứng thần kinh thì người ta cũng sẽ sự điều trị các cái trường hợp triệu chứng để chống lại những cái tác động gây nên bởi cái chất độc. Đó là ví dụ như là động kinh hoặc là hôn mê thì người ta phải điều trị các cái triệu chứng. Rồi ví dụ như chống viêm não thì người ta sử dụng các cái corticosteroid hoặc là mannitol để hạn chế sự viêm não đó, vân vân. Thì đó là một số cái hướng mà người ta hướng đến cái việc điều trị giảm độc tính của chị bệnh của em ta. Rồi về các phương pháp kiểm nghiệm, về phương pháp kiểm nghiệm thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái nhóm chì. Thứ nhất là chì ở ngoài không khí, và cái thứ hai là tức là dạng bụi chì là các cái hơi chì á, và cái thứ hai đó là chì ở trong máu, ở trong các dịch của cơ thể chúng ta, ở trong cơ thể chúng ta. Thì người ta sẽ có những cái cách nào để người ta kiểm nghiệm được cái chì đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy này, đối với chì ở trong không khí thì người ta sẽ phải có những cái thiết bị để người ta hút không khí có chứa bụi chì hoặc là hơi chì, rồi sau đó người ta mới sục vào trong cái dung dịch cái HNO3 đậm đặc, dung dịch axit đậm đặc. Đó, thì khi mà người ta sục vào trong cái môi trường axit đậm đặc như vậy thì chì nó sẽ trở thành các cái dạng chì ion, dạng ion chì. Sau khi nó tạo thành ion chì rồi thì người ta mới bắt đầu đi định tính và định lượng cái ion chì đó bằng cái phản ứng với thuốc thử DT-Zone. Đó, tức là đây là một cái thuốc thử rất là đặc trưng
mà khi nó phản ứng với chì nó tạo một cái liên kết để hình thành ra một cái phức người ta gọi là chì dithiosanate. Cái phức chì dithiosanate này là một cái phức có màu đỏ tía rất là đặc trưng cho chì. Đó, nên chúng ta dựa vào đó để chúng ta có thể định tính và có thể chúng ta định lượng bằng phương pháp đo quang, đo quang phổ á. Đó, thì xíu nữa cái này xíu nữa tôi sẽ nói rõ cái phương pháp đo quang phổ của chúng ta như thế nào. Rồi nếu mà ở trong các cái mẫu đối với người người ta, ở trong cơ thể người người ta thì đối với các cái mẫu phụ tạng hoặc là mẫu máu, mẫu nước tiểu thì người ta sẽ phải làm gì? Người ta phải vô cơ hóa. Đó, thì hồi nãy chúng ta đã biết rằng là đối với kim loại thì khi mà chúng ta nhiễm độc á, thì nó sẽ ở dạng liên kết, đúng không? Nó ở dạng liên kết với các hợp chất hữu cơ. Nên vì thế trong các cái mẫu này thì chì nó sẽ tồn tại ở dạng liên kết. À, chì nó sẽ tồn tại ở dạng liên kết. Nên vì thế chúng ta sẽ dùng cái phương pháp đó là phương pháp vô cơ hóa bằng hỗn hợp sulfonitrit, tức là những cái gốc sulfat và nitrat đó. À, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng axit sulfuric hoặc là axit nitric kết hợp với nhau để vô cơ hóa. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi mà mình vô cơ hóa bằng hỗn hợp sulfonitrit thì nó sẽ tạo ra cái tủa chì sulfat. Bây giờ người ta sẽ lấy amoni acetat nóng, người ta hòa tan cái tủa này ra thì nó sẽ giải phóng ra ở dạng là chì dạng ion. Và ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi mà nó tạo ra cái tủa, tạo ra cái chì ion rồi thì người ta lấy cái dịch đó, người ta đi định tính và định lượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử chúng ta có bao nhiêu cái phần định tính. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta có này, cái thứ nhất đó là phản ứng với thuốc thử ditizol. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là cái thứ nhất đó là gì, như nãy chúng ta đã nói là gì, khi chúng ta cho cái thuốc thử ditizol vào phản ứng với chì thì nó sẽ tạo thành cái phức có tên là chì ditizonas, đúng không? Cái phức này thì nó lại không tan ở trong nước và nó nằm ở trên mặt dung dịch đó, và nó có cái màu đỏ tía. Nên phức này là có phức màu đỏ tía đó. Thì bây giờ chúng ta dựa vào cái phức màu đỏ tía đó thì chúng ta xác định đó là có chứa chì, khá đơn giản ha. Rồi cái phản ứng thứ hai đó là phản ứng với dung dịch KI. Thì đây khi chúng ta cho chì phản ứng với dung dịch KI thì nó sẽ tạo ra cái tủa màu vàng, đó là chì ionas, thì nó sẽ tạo ra cái tủa màu vàng. Rồi tiếp theo là phản ứng với dung dịch kali bromate thì nó cũng sẽ tạo ra cái tủa màu vàng. Đó. Thì nhưng mà sau khi mà nó tạo ra cái tủa màu vàng này á, người ta lấy cái tủa màu vàng lên này, người ta cho phản ứng với những cái hợp chất này. Thứ nhất là cho phản ứng với axit acetic này. Cái thứ hai người ta lấy cái tủa màu vàng này, người ta cho phản ứng với axit vô cơ này, ví dụ người ta cho phản ứng với HNO3 này, HCl gì cũng được, H24 gì cũng được. Đúng không? Rồi người ta lấy cái tủa màu vàng này, người ta cho phản ứng với kiềm này. Kiềm thì chúng ta có thể là NaOH hay là KOH gì đó, vân vân. Thì khi đó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái phản ứng mà chì, cái tủa chì với lại là acid acetic thì nó lại không tan. Còn đối với phản ứng với lại là acid vô cơ và kiềm thì nó lại tan. Đó, thì đó là hai cái đặc tính của cái tủa này là như vậy. Đó, thì đó là ba cái phản ứng định tính mà chúng ta sử dụng để xác định sự hiện diện của chì ở trong cái mẫu mình vô cơ hóa hay không. À, rồi bây giờ về phương pháp định lượng thì ở đây chúng ta có hai cái loại phương pháp định lượng, nói chung là có hai cái cách định lượng. Cách định lượng thứ nhất là cách định lượng mình dùng cái phương pháp đo quang phổ, thì giống như cái này chúng ta đã từng học rồi, đúng không? Học trong hóa sinh chúng ta làm thực hành chúng ta phải đo quang phổ đó. Rồi cái thứ hai là cái phương pháp chúng ta chuẩn độ, thì cái này chúng ta cũng đã làm rồi. Đó, nói chung là một trong hai cách đó người ta có thể xác định được nồng độ chì ở trong các mẫu của mình. Đó. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này, phương pháp thứ nhất là phương pháp đo quang phổ, thì người ta sử dụng phương pháp phản ứng với thuốc thử ditizol. Đó, thì bây giờ nãy tôi có nói các bạn là khi mình cho cái mẫu đó phản ứng với thuốc thử ditizol thì nó sẽ tạo thành cái phức chì ditizonat, đúng không? Cái phức chì này nãy tôi có nói các bạn là nó sẽ có màu đỏ tía, đúng không? Nó có màu đỏ tía và nó không tan ở trong nước và nó nằm ở trên bề mặt của dung dịch. Ví dụ như mình có cái ống nghiệm, đúng không? Thì bây giờ cái phức màu đỏ tía đó sẽ bám trên cái mặt dung dịch đây. Đó, thì bây giờ làm cách nào để mình thu được cái phức màu đây để mình đo? Đó, thì mình lấy chloroform này mình cho vào, bởi vì chloroform là một dung môi hữu cơ kém phân cực, thì cái thằng này cũng là kém phân cực rồi. Đó, thì mình cho vào mình lắc thì cái phức chì ditizonat này nó sẽ tan trong lớp chloroform và nó kéo xuống ở lớp
dưới cùng của cái ống nghiệm, đúng không? Thu nhận cái lớp chloroform đó, rồi sau đó mình đi đo, đo bước sóng là 520 nanomet. Thì khi mình đo thì mình phải có chuẩn rồi, mình phải chạy đường chuẩn trước là để mình so với cái chuẩn của nó để chúng ta tính ra được cái nồng độ trì ở trong cái mẫu của mình là bao nhiêu. Thì đó là cái nguyên tắc là chúng ta đo qua nó như vậy, lúc nào có chuẩn. Rồi tiếp theo về phương pháp, phương pháp này là phương pháp đo quang phổ, còn cái phương pháp này là phương pháp chuẩn độ. Thì mình có hai phương pháp chuẩn độ. Nói chung là hai phương pháp chuẩn độ này thì có một quy tắc chung thôi, chứ không có khác gì cả. Đó là phương pháp chuẩn độ lượng dư. Phương pháp chuẩn độ lượng dư, cái này chắc có lẽ là chúng ta biết nhiều. Đó, thì bây giờ ở đây chúng ta có này, chúng ta sẽ có một cái, chúng ta có phương pháp chuẩn độ với lại dichromat EOS. Phương pháp dichromat EOS. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này, bây giờ mình phải chuẩn bị một cái kali pyrumat chuẩn, cái dung dịch kali pyrumat chuẩn, tức là thằng này là thằng chuẩn mình đã biết trước này. Nói chung là nồng độ mình cũng biết nè, bây giờ mình muốn sử dụng thể tích bao nhiêu thì mình cũng có biết, cũng biết thực thể tích bao nhiêu thì mình tính ra nồng độ nó, chúng ta sử dụng nó là bao nhiêu rất là dễ dàng, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái gì? Chúng ta lấy kali pyrumat chuẩn này, nhưng mà mình sẽ lấy dư, mình cho nó dư. Thì chúng ta đã học trong hóa rồi, thằng này dư thì phản ứng với thằng này thì thằng này sẽ là phản ứng hết, đúng không? Thằng này sẽ phản ứng hết. Đó. Vậy thì thằng này phản ứng dư. Vì chúng ta biết cái lượng tổng nó không? Biết. Chúng ta biết cái đây là chuẩn rồi, chúng ta biết chắc chắn là biết hết trơn rồi. Tổng chúng ta biết. Đúng không? Tổng ta sử dụng nó bao nhiêu chúng ta biết, chúng ta cho cái lượng tổng đó phản ứng hết với thằng này. Thì bây giờ nó còn lại lượng dư, đúng không? Dư thì chúng ta sẽ lấy gì? Bây giờ chúng ta đi chuẩn độ cái lượng dư đó. Xác định thử cái lượng dư nó là bao nhiêu. Thì mình sẽ muốn xác định cái lượng dư của kali pyrumat dư đó thì mình sẽ dùng cái phương pháp chuẩn độ với iốt. Đó, thì cái kali pyrumat này nó hấp thụ iốt thì chúng ta tính ra được cái nồng độ của kali pyrumat dư. Có lượng tổng trừ đi lượng dư bằng cái lượng phản ứng vừa đủ, đúng không? Phản ứng vừa đủ. Vậy thì bây giờ cái lượng phản ứng vừa đủ thì mình sẽ tính ra được cái nồng độ của chi hay không? Được. Đúng không? Đó, mình theo phương trình phản ứng mình tính ra thôi. Số mol mình tính ra rất đơn giản, đúng không? Đó là cái quy tắc mà chúng ta đã từng học, lấy tổng trừ dư. Đã, dư chúng ta phải đi chuẩn độ thì chúng ta mới biết lượng dư. Chúng ta đã cho lượng tổng rồi, tổng trừ dư thì ra được phản ứng. Phản ứng này chúng ta sẽ tính ra được cái lượng trì chúng ta đã có bao nhiêu vào trong đó. Đã. Tương tự cái này cũng vậy, tương tự vậy chúng ta cũng sử dụng cái lượng chuẩn của Conlaxon. Collection 3 thì đây chúng ta sẽ dùng cái lượng collection 3 dư mình cho phản ứng dư với lại là cái trì, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn đi xác định cái lượng dư của collection 3 này, chúng ta dùng cái phương pháp chuẩn độ với dung dịch kiểm chlorua với chỉ thị là acrolatum T. Đó. Thì chúng ta sẽ xác định lượng dư của collection, lấy lượng tổng trừ lượng dư ra lượng phản ứng, và cái lượng phản ứng đó chúng ta tính ra được cái nồng độ của trì đã phản ứng là bao nhiêu. Đó, thì đó là cái quy tắc mà chúng ta sử dụng trong chuẩn độ, hầu hết là như vậy. Đó là chúng ta sử dụng lượng dư là chính, được chưa? Đó, vậy thì đó là về cái đối với cái chất độc kim loại đó là trì. Thì sau này á, trong các bài thực hành á, sau này chúng ta cũng sẽ làm một số cái phản ứng về định tính của trì. Rồi, các kim loại tiếp theo đó là arsen. Arsen. Vậy thì arsen á, thì ở đây chúng ta thấy rằng là arsen nó cũng là một cái kim loại rất độc, nó là một kim loại cũng rất là độc, gây ra ô nhiễm môi trường rất là nhiều, và con người chúng ta cũng hay sử dụng arsen trong rất là nhiều cái mục đích khác nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng là arsen thì chúng ta sẽ xem thử nó có những đặc tính như thế nào. Ở đây chúng ta thấy rằng là arsen nó là một cái chất độc nguy hiểm và gây ô nhiễm môi trường. Rồi ở đây chúng ta có arsen thì người ta cũng chia ra là arsen vô cơ và arsen hữu cơ. Nó cũng chia ra như vậy, arsen vô cơ và arsen hữu cơ. Arsen vô cơ đó là gì? Là arsen ở dạng dạng nguyên tố và arsen ở dạng ion, dạng muối. Rồi arsen hữu cơ cũng vậy, arsen hữu cơ thì nó ở dạng liên kết với các cái nhóm thế hữu cơ để tạo ra arsen hữu cơ. Và các cái hợp chất arsen này á, được sử dụng khá là nhiều ở trong các cái sản phẩm thương mại và kỹ nghệ. Ví dụ như là arsen được dùng để làm chất bảo quản gỗ nè, làm thuốc trừ sâu nè, làm chất bán dẫn nè, rồi vân vân.
Trong mặt sen thì nó cũng có một số cái trường hợp mà người ta sử dụng rất là nhiều. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta có này, một số cái hợp chất arsen nó có những cái hợp chất nào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là arsen và những cái chất arsen nó thăng hoa ở nhiệt độ cao và không khí áp suất biến đổi thì nó tạo thành ở dạng khí, và arsen nó rất là dễ tan ở trong nước. Các cái muối arsen nó tan tốt ở trong muối, ở trong nước, và nó hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa và tích lũy ở trong các tổ chức sừng. Arsen là đặc trưng của nó là tích lũy trong các tổ chức sừng, ví dụ như là lông, tóc, móng tay, móng chân. Thì đó là những cái tổ chức mà arsen nó hay phân bố. Rồi bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là arsen thì nó thải trừ chậm qua ruột và qua thận nên vì thì độc tính nó cao là như vậy đó. Và các hợp chất arsen nó có thể ở dạng vô cơ hoặc là dạng hữu cơ, rồi nó có hai hóa trị 3 và hóa trị 5. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ đi vào từng cái nhóm, ta sẽ xem nó nhờ. Thứ nhất là chúng ta đi vào tìm hiểu cái nhóm arsen vô cơ. Arsen vô cơ hay người ta thì ở đây nãy tôi có nói đó là được chia làm arsen nguyên tố và arsen dạng ion ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, arsen nguyên tố thì nó là một cái kim loại màu xám. Nếu mà ở tinh khiết của nó thì nó không có độc. Vì sao nó không độc? Arsen mà nguyên tố mà ở dạng tinh khiết thì không độc. Vì sao nó không độc? Thì đây chúng ta sẽ giải thích rất là đơn giản thôi. Nguyên tắc của nó là đối với những cái nhóm arsen nguyên tố mà ở dạng tinh khiết thì nó không độc là bởi vì sao? Bởi vì cái khả năng hấp thu của cơ thể chúng ta ở các cái màng đối với cái arsen nguyên tố này rất kém, rất kém, hầu như là không hấp thu hoặc là hấp thu rất kém. Nên vì thế chính vì vậy mà nó như nào, chính vì vậy mà cái độc tính của nó thấp, chính vì vậy mà độc tính nó thấp hoặc là nó không có độc đó. Tuy nhiên á, khi mà cái thằng này biến đổi thành dạng khí, thành dạng không khí, hoặc là nó bị oxy hóa bởi oxy không khí thì nó sẽ tạo thành là cái arsen trioxide, thì cái thằng này là rất là độc, thằng này rất độc đó, và nó được ứng dụng trong đầu độc. Vậy thì arsen trioxide nó là cái gì, hay thường gọi nó thì nó là cái arsen trắng, mà người ta hay gọi là thạch tính. Nó không có màu, không có mùi và độc tính nó rất là cao, chứ gì chúng ta chỉ cần nhiễu độc một cái nồng độ thấp là nó có thể gây tử vong. Đó là cái arsen trioxide mà dạng đây là dạng hóa trị 3 nha. Rồi cái arsen pentoxide là dạng arsen hóa trị 5, tức là dạng oxit hóa trị 5. Thằng này á, nói chung là khi mà chúng ta thấy rằng là cái dạng mà oxit mà hóa trị, dạng oxit mà nó gặp hơi nước á, là nó sẽ biến thành axit, đúng không? Ở đây chúng ta thấy rằng là arsen 5 á, mà nó gặp hơi nước thì nó sẽ tạo thành dạng axit. Dạng axit của arsen 5 đó là arsenic. Chúng ta gọi có tên là arsenic, thì chúng ta lưu ý cái đó ha. Arsenic. IC á, arsenic. Còn nếu mà cái arsen trioxide này mà nó gặp nước, nó sẽ biến đổi thành một cái dạng axit, người ta gọi đó là arsener. Ở đây axit hóa trị 3 là arsener, còn axit mà hóa trị 5 là arsenic, IC á. Rồi bây giờ những cái dạng axit này nó sẽ có những cái dạng muối, nó sẽ có những cái dạng muối. Vậy thì muối của arsen hóa trị 3 thì nó là arsenic, nick này là IT. Còn muối của hóa trị 5 thì đó là arsenat. Được chưa? Arsenat hóa trị 5 nè. Muối của axit hóa trị 5 là arsenat. Và hầu hết những cái muối của arsen này á thì người ta hay sử dụng ở đâu? Người ta hay sử dụng ở trong thuốc bảo vệ thực vật. Người ta sử dụng ứng dụng nó làm bảo vệ thực vật. Đối với các cái nhóm muối của nó rất là nhiều. Rồi. Tiếp theo là arsen sunfua. Tiếp theo là arsen sunfua. Đây là dạng này thì nó được ứng dụng rất là nhiều ở trong các cái ngành kỹ nghệ sơn này, in này, thuốc nhuộm này. Rồi có chúng ta có một cái khí arsen. Khí này cũng khá là ứng dụng rất là nhiều ở trong các cái định lượng. Đó là arsen hydroarsener, hay người ta gọi là arsen nhá. Công thức của nó là H3AS. Đó. Và cái khí này nó rất độc, nó có mùi tỏi, và trong sản xuất công nghiệp thì thường nó sản sinh ra cái khí này rất nhiều. Đó thì đó là chúng ta thấy rằng là đó là cái nhóm arsen hữu cơ, và ứng dụng của nó và độc tính của nó cũng khá là cao, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ tóm lại nè, arsen hữu cơ, vô cơ chúng ta có arsen nguyên tố, đúng không?
Arsen dạng oxit thì chúng ta có hai loại, đó là arsen tricit và arsen pentacit. Rồi chúng ta có hai loại axit, đó là axit arsenic là axit hóa trị 3, axit arsenic là axit hóa trị 5. Rồi chúng ta có hai loại muối, đó là muối arsenic là hóa trị 3, còn muối arsenat là muối của axit hóa trị 5. Đó, thì hầu hết những cái thằng này đối với các loại muối thì thường nó ứng dụng ở trong ngành bảo vệ thực vật nhiều. À, rồi chúng ta có arsen sulfur, rồi chúng ta có hydroarsenor, thì những cái đó chúng ta sẽ nắm lưu ý mấy cái đó để không bị chúng ta bị nhầm lẫn ha. Rồi arsen hữu cơ thì ở đây chúng ta thấy rằng là arsen hữu cơ thì những cái arsen này nó liên kết với các nhóm thế hữu cơ để hình thành ra những cái nhóm arsen hữu cơ đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái arsen hữu cơ này á, thì nó được sản xuất để làm chất độc hóa học trong chiến tranh thế giới thứ nhất, làm thuốc trừ sâu, điều trị bệnh dạng mai. Rồi đó là một số loại cái arsen mà chúng ta lưu ý ha. Rồi về độc tính của arsen thì ở đây chúng ta thấy rằng là độc tính của arsen á, arsen nó hấp thu nhanh qua hệ tiêu hóa, nó hấp thu nhanh qua hệ tiêu hóa, rồi nó phân bố và tích lũy trong các tổ chức sừng, lòng tóc, lòng tay, móng chân. Rồi nó thải trừ chậm qua ruột và qua thận. Và độc tính của arsen như nãy chúng ta cũng nói rồi, nó sẽ phụ thuộc vào cái hóa trị, trạng thái vật lý, độ tan và chủng loại động vật mà bị nhiễm độc. Thì cái chủng loại động vật hôm trước chúng ta cũng đã nói rồi, đúng không? Ở trong cái chương số 1 chúng ta nói về cái yếu tố mà chủ quan đó, thì chúng ta thấy rằng là độc tính của chất độc nó phụ thuộc vào loài. Thì tôi cũng đã ví dụ cho các bạn một số cái loài động vật hoang dã thì khi nó ngộ độc với arsen với nồng độ cao thì nó không có độc tính, nhưng mà ở người chúng ta thì khi chúng ta ngộ độc với nồng độ thấp thấp thì nó có thể gây ra tử vong. Thì tức là cái độc tính của nó ở trên người chúng ta rất là cao. Rồi về cái arsen vô cơ thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái hóa trị 3 nó độ độc của nó gấp 2 đến 10 lần so với arsen hóa trị 5. Rồi arsen vô cơ thì độc hơn so với arsen hữu cơ. Đối với cái bụi arsen vô cơ, tức là những cái arsen tricit ở ngoài không khí á, bụi dạng bụi á, thì khi mà mình đi vào trong không khí mình sẽ tiếp xúc phải những cái dạng bụi này thì nó sẽ gây ra kích ứng mắt chúng ta, đúng không? Nó gây ra kích ứng da, rồi gây ra kích ứng màng nhầy, ví dụ như là đường hô hấp chúng ta hít phải. Rồi hệ thống tiêu hóa, rồi hệ thống hô hấp, rồi nó gây ra rối loạn thần kinh ngoại vi, rồi nó gây ra tổn thương tim và gan. Rồi nó có thể là một cái tác nhân gây ung thư ở người chúng ta. Hoặc là trong cái điều kiện làm việc của mình tiếp xúc phải cái arsen tricit với một nồng độ cao trên da thì nó có thể gây ra là nhiễm độc toàn thân. Nên chúng ta thấy rất là nguy hiểm ha. Rồi về các cái cơ chế gây độc đối với arsen thì chúng ta sẽ có những cơ chế gây độc nào. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là arsen á, nó sẽ nguyên tắc gây độc của nó cũng giống như là đối với chì chúng ta đã nói hồi nãy, đó là gì? Nó sẽ liên kết vào các cái nhóm cation, nhóm SH để gây ức chế hoạt động của rất là nhiều các enzyme. Thì ở đây chúng ta thấy arsen và các hợp chất của nó, arsen nó ức chế enzyme thông qua cái tương tác với nhóm SH. Thì thường á, cái nhóm mà ức chế enzyme thông qua việc vị trí liên kết với nhóm SH thường là những cái arsen hóa trị 3. Những cái arsen hóa trị 3 thì thường nó sẽ ức chế enzyme bằng cách đó là gì? Nó liên kết với nhóm cation để ức chế. Còn cái arsen mà hóa trị 5 á, thì nó ức chế hoạt động của enzyme á, là thông qua cái việc thay thế nhóm phosphat trên cấu trúc của các enzyme đó. Thường nguyên tắc là chúng ta để ý rằng là các enzyme á, để nó hoạt động thì thường nó sẽ sử dụng ATP để nó hoạt hóa và nó gắn cái nhóm phosphat vào trong cấu trúc của nó để nó hoạt động. Tuy nhiên là khi mà cái nhóm SH này bị thay thế thì nó sẽ gây ra trường hợp đó là gì? Nó làm cho cái enzyme đó bị mất hoạt tính. Thì đây chúng ta có arsen hóa trị 5 thì thường nó ức chế hoạt động enzyme bằng cách là thay thế nhóm phosphat. Rồi arsen hóa trị 3 thì nó sẽ ngăn quá trình tổng hợp và hấp thu gluco và quá trình oxy hóa của axit béo và quá trình tạo ra axit quima, tức là nó sẽ ảnh hưởng lên cái quá trình oxy hóa để tạo ra năng lượng cho hoạt động tế bào. Còn hoặc arsen hóa trị 5 á, thì nó lại ức chế cái enzyme là pyruvate deruvate. Cái enzyme này chúng ta biết rằng là
Sau khi con đường đường phân chúng ta tạo ra pyruvate thì pyruvate nó sẽ bị oxy hóa bởi cái enzyme pyruvate deuterogenase để tạo ra là acetyl quinoa, rồi đi vào chu trình Krebs để tổng hợp ra năng lượng theo cho tế bào qua trình hô hấp. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp. Nên vì thế chúng ta thấy rằng là cái arsen hóa trị 3 hóa trị 5, cả hai cái arsen này đều gây ra ức chế quá trình hô hấp. À. Rồi, arsen trioxide thì nó gây ra rối loạn lên kênh kali, ảnh hưởng tác động lên kênh kali. Và chúng ta nhớ rằng là khi mà những cái kênh, đặc biệt là kênh ion kali, canxi, natri, những cái kênh này là cái kênh mà liên quan đến hoạt động cơ và hoạt động thần kinh, đúng không? Đó, nên vì thế khi mà nó ảnh hưởng lên hoạt động, cái tác động lên cái kênh kali á, thì nó gây ra rối loạn thần kinh này, rồi nó gây ra rối loạn tim mạch này, và làm tăng huyết áp. Đó. Rồi thì đó là về cái độc tính của những cái arsen. Thì chúng ta thấy rằng là cái cơ chế gây độc của nó là rất là đa dạng và rất phức tạp. Đối với các loại arsen khác nhau thì độc tính của nó cũng sẽ thấy biểu hiện, chúng ta thấy nó rất là khác nhau. Rồi thì ở đây chúng ta có liều độc. Liều độc thì ở đây chúng ta thấy rằng là liều độc của arsen thì nó khó xác định vì phần lớn chất độc của nó bị nôn ra ngoài, và thứ hai nữa là cái nồng độ của arsen rất thấp và có thể gây tử vong, nên việc chúng ta xác định của nó cũng rất là khó. Rồi liều gây chết, liều gây chết thì chúng ta có arsen trioxide thì nó ước lượng vào khoảng là 2 mg/kg trọng lượng. Đó. Rồi và ở đây chúng ta thấy rằng là người ta thấy rằng là cái liều mà tiếp xúc nhiều lần lặp lại với một cái liều là từ 20 đến 60 mg/kg trên ngày, tức là ở đây chúng ta giống như là gọi là liều nổ độc mãn tính ấy. Liều gọi là liều truyền nhiễm đó, tức là chúng ta cứ tiếp xúc thường xuyên cứ ngày trong cái khoảng nồng độ đó thì nó sẽ gây ra các triệu chứng ngộ độc mãn tính. Liều ngộ độc đối với hợp chất arsen hữu cơ thì thường nó cao hơn bởi vì cái độc tính nó thấp hơn. Rồi và nếu mà mình ngộ độc trong cái khoảng cái liều đó là khoảng gì, arsen hóa trị 3 đó, natri arsenic đó, tức là cái muối của arsen hóa trị 3 đó, thì trong khoảng là 100 đến 300 mg thì nó có thể gây ra tử vong. Thì cái này nó có ở đâu? Nó có ở trong cái thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều. Rồi về các cái nguyên nhân mà mình bị ngộ độc với arsen thì chúng ta có những nguyên nhân nào? Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân đầu độc. Nguyên nhân đầu độc là một nguyên nhân rất là phổ biến. Bởi vì sao vậy? Bởi vì arsen nó độc, đúng không? Nên người thường hay dùng để đầu độc hoặc là dùng để tự tử. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là bởi vì cái nó rất độc và nó không có mùi vị, nên vì thế việc chúng ta sử dụng nó để trong đầu độc thì rất là dễ. Và khi mà những cái người mà bị ngộ độc với arsen và tử vong á, thì chúng ta có thể thấy rằng là nó phân bố trong các tổ chức sừng, nên vì thế người ta sẽ lấy các tổ chức sừng để người ta có thể định xét nghiệm, người ta kiểm tra thử là cái nồng độ arsen trong các tổ chức này như thế nào. Ví dụ như người ta có thể lấy móng tay, móng chân này, rồi người ta có thể lấy tóc này, vân vân. Đó là những cái tổ chức sừng mà các arsen nó hay phân bố. Rồi tự tử này, người ta có thể sử dụng thuốc trừ sâu diệt cỏ để tự tử này, bởi vì ở trong thuốc trừ sâu diệt cỏ nó có chứa các arsen, muối arsen chất độc. Rồi do những tai biến, ví dụ như là ở trong thuốc bảo vệ thực vật thì ví dụ như người ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, người ta phun ở trong ngắn, sau đó người ta sử dụng thu hoạch để bán. Thì chúng ta sử dụng cái nguồn thuốc nguồn thực phẩm mà có chứa thuốc bảo vệ thực vật trong một thời gian ngắn như vậy thì nó sẽ nhiễm độc, chúng ta sẽ bị nhiễm độc. Hoặc là những trường hợp mà mình dùng thuốc quá liều có chứa arsen. Rồi còn đối với ngộ độc nghề nghiệp á, thì ở đây chúng ta sẽ làm ở trong những cái nơi mà sử dụng các cái arsen trong các cái nghề nghiệp, ví dụ như là chúng ta làm ở trong việc trong những cái lò đúc kim loại nè, rồi trong hầm mỏ nè, trong các xưởng sản xuất thủy tinh nè, sản xuất chất bán dẫn nè, sản xuất thuốc trừ sâu nè, quặng kẽm đồng nè, rồi sản xuất làm ở trong các nhà máy sản xuất gỗ nè, đúng không, sản xuất các đồ mỹ nghệ nè, đó vân vân. Rồi do ô nhiễm môi trường, ví dụ như ô nhiễm nguồn nước ngầm, thì ở đây chúng ta nhớ rằng là trong nông nghiệp của chúng ta, Việt Nam ta là một nước làm nông nghiệp, nên vì thế trong nông nghiệp chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khá là nhiều. Vậy thì khi mà chúng ta đủ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều như vậy á, thì cái arsen nó sẽ thấm vào trong nước và đi vào trong nguồn nước ngầm. Và khi nó đi vào trong nguồn nước ngầm thì khi chúng ta sử dụng nó, khi chúng ta lấy nguồn nước ngầm ta sử dụng thì chúng ta nhiễm độc với arsen. Đó là chuyện đương nhiên. Rồi
Thì đó là về các cái trường hợp mà chúng ta bị ngộ độc với arsen. Cái tiếp theo là chúng ta ngộ độc, các cái triệu chứng ngộ độc chúng ta sẽ xem chúng ta có những cái triệu chứng ngộ độc nào. Thứ nhất là đối với ngộ độc cấp thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó sẽ ảnh hưởng lên hệ thống tiêu hóa nếu mình uống phải. Thế vì bởi vì bản chất của nó là những cái gốc axit, khi chúng ta uống vào thì nó sẽ gây ra tổn thương rất là nặng trên đường hô hấp, đường tiêu hóa. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống tiêu hóa chúng ta nó sẽ bị tác động sau 30 phút đến 2 giờ chúng ta bị nhiễm độc. Thì nó gây ra những cái triệu chứng nào? Cháy rát bỏng thực quản này, nó gây ra buồn nôn này, gây ra nôn mửa này, đau bụng dữ dội này, đi tiểu ra máu và nước này, rồi viêm đường tiết niệu này, viêm đường tiêu hóa và xuất huyết đường tiêu hóa. Trong trường hợp mà mình ngộ độc nặng thì nó có thể gây ra viêm dạ dày, hạ huyết áp và có thể gây ra sốc và tử vong. Rồi đó là đối với hệ tiêu hóa. Đối với tác động trên hệ thống tim phổi thì đây chúng ta thấy rằng là nó làm cho cơ tim chúng ta bị sung huyết, nó gây ra phù phổi cấp, và nó làm cho nhịp tim chúng ta nhanh và chúng ta có thể chết do chúng ta trụy tim mạch sau 24 giờ chúng ta bị nhiễm độc. Rồi nó có thể tác động lên hệ thống thần kinh, nó gây ra mê sảng, co giật hoặc là hôn mê, và gây ra suy nhược và tê liệt và gây ra phù não. Đối với hệ thống tiết niệu thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó gây ra một cái tác động rất là nặng, đó là gây suy thận, gây bí tiểu. Chúng ta thấy rằng là thằng này, arsen này cũng là một cái chất gây độc lên trên thận, gây suy thận, gây bí tiểu. Rồi đối với những trường hợp mà ngộ độc mãn tính, tức là chúng ta tiếp xúc với cái arsen này trong một cái thời gian dài với nồng độ thấp, thì ở đây nó cũng sẽ gây ra những cái triệu chứng khá là giống với lại là triệu chứng ở trên ngộ độc trì. Đó là gì? Nó gây ra rối loạn tiêu hóa liên tục này, đau bụng mà mệt mỏi này, tức là thể chất chúng ta bị giảm đi, khó chịu, viêm dạ dày, suy nhược cơ thể. Rồi đồng thời nó làm giảm cái lượng bạch cầu, làm thiếu máu này, rồi làm tăng men gan này, tăng men gan và gây ra suy thận. Tiếp theo là nó có thể gây ra viêm dây thần kinh ngoại vi và liệt các đầu chi và gây ra rụng tóc. Rồi một cái đặc điểm nữa chúng ta cũng thể quan sát thấy rất rõ, đó là gây ra rối loạn sắc tố da, nó làm cho da chúng ta bị đen, xuất hiện những cái mảng dậy sừng, gây ra viêm da, gây ra hoại tử chân, gây ra những cái vết rối loạn sắc tố da, vân vân. Đó, rất là nhiều. Thì trên cái hình này chúng ta sẽ thấy cái hình nó rất là rõ ràng. Rồi đây là một cái tác nhân gây ra ung thư nữa, rất là nặng nữa, đó là ung thư gan, phổi và ung thư da. Thì đây chúng ta có, đây là những cái biểu hiện về cái da chúng ta bị rối loạn sắc tố da khi chúng ta ngộ độc. Rối loạn sắc tố da khi chúng ta ngộ độc. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện cho chúng ta những cái vết nám này, nám da, đen da này xuất hiện rất là nhiều ha. Rồi nó xuất hiện cho chúng ta những cái vết mảng dày sừng ở trên da này, đó gây ra phù nề, gây ra viêm da, gây lét vân vân. Chúng ta thấy rằng là cái ngộ độc arsen này nó rất là nguy hiểm đối với cơ thể chúng ta, về thể chất cũng như là về tinh thần, cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Rồi và vậy thì bây giờ trong điều trị thì người ta sẽ điều trị trong những trường hợp ngộ độc như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thứ nhất là về ngộ độc cấp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là giống như nãy chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta uống phải thì chúng ta phải nhanh. Chúng ta phải thao tác nhanh, chúng ta phải xử trí nhanh, đó là chúng ta phải loại nó ra khỏi cơ thể chúng ta. Chúng ta có thể gây nôn nó bằng uống siro NPK hoặc là rửa dạ dày với nước lòng trắng trứng. Bởi vì chúng ta để ý rằng là đối với cái sữa cũng như là lòng trắng trứng này là những cái hợp, những cái chất mà khi chúng ta đưa vào nó là những cái dạng protein, nó có thể năng liên kết được với các cái ion arsen để có thể dễ dàng hạn chế việc hấp thu của nó. Hoặc là mình có thể sử dụng than ngọt để mình hấp phụ, hoặc là người ta có thể uống các cái dung dịch, đó là sunfua hoặc là dung dịch muối sắc ba hoặc là dung dịch manioxid để người ta trung hòa
cái độc tính của quạng sen trong đường tiêu hóa. Rồi nếu mà nó ở trong máu thì người ta phải sử dụng các thuốc điều trị đặc hiệu. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là về cái liệu pháp Gelas thì cũng giống như hồi nãy, bởi vì cái thằng này nó gây độc lên thận, gây ra suy thận rất là nặng, nên vì thế đầu tiên người ta cũng sử dụng BAL để người ta ổn định cấu trúc thận, bảo vệ cấu trúc thận. Sau đó người ta sử dụng Gelas, đó là người ta sử dụng đây là DMSA để người ta tạo liên kết với lại arsen ở trong máu, rồi sau đó nó sẽ giúp cho quá trình đào thải theo con đường nước tiểu nhanh hơn, dễ dàng hơn. Đó rồi người ta phải bổ sung khoáng kali, bởi vì nãy nó làm đây rối loạn khoáng, nó ảnh hưởng đến cái ion khoáng kali, nên vì thế nó gây ra là nhịp tim, gây ra hệ thống thần kinh, nên vì thế người ta phải bổ sung khoáng kali để làm giảm cái nguy cơ rối loạn nhịp tim cũng như là ảnh hưởng hệ thống thần kinh. Đó, người ta có thể thẩm tích máu, truyền máu hoặc là dùng hoặc là thay máu. Còn xuất hiện những triệu chứng sốc thì người ta phải bù nước, rồi người ta phải hỗ trợ tim mạch, tăng lợi tiểu, rồi bảo vệ gan, điều trị những cái trường hợp hôn mê, sốc hoặc là trường hợp rối loạn nhịp tim. Nếu mà trường hợp những cái triệu chứng này xuất hiện, chúng ta phải điều trị các triệu chứng. Đối với ngộ độc mãn tính á, thì ở đây người ta sẽ chữa trị các triệu chứng xuất hiện, rồi thuốc trợ tim mạch, rồi điều trị lợi tiểu này, và kết hợp với vật lý trị liệu để đào thải arsen. Rồi về các phương pháp chẩn đoán thì ở đây người ta sẽ chẩn đoán dựa vào lịch sử ngộ độc này, rồi dựa vào các cái triệu chứng lâm sàng này, ví dụ như là đột ngột đau nè, bụng nhiều nè, rồi nôn nữa nè, tiêu chảy nè, rồi hạ huyết áp nè, hơi thở có mùi tỏi nè, rồi người ta phải chụp X quang bụng, bởi vì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta ngộ độc theo đường tiêu hóa thì cái tổn thương đường tiêu hóa ta rất nặng, nó có thể gây cháy bỏng đường tiêu hóa, bởi vì nó bản chất nó khi nó chuyển thành axit thì nó sẽ tạo thành những cái tác động rất là nặng trên niêm mạc đường tiêu hóa. Chụp X quang bụng kiểm tra đã, hoặc làm các xét nghiệm ở trong máu, trong nước tiểu, trong tóc, móng tay, móng chân để người ta định lượng cái hàm lượng arsen có trong các mẫu này. Nếu mà cái nồng độ arsen ở trong máu toàn phần của mình á, mình xác định được á, là dưới 300 microgram trên decilit máu á, thì nó là bình thường, còn nếu mà trên thì nó là ngộ độc, hoặc là trong móng tay, móng chân thì chúng ta thấy là nó dưới 1 ppm thì là bình thường, còn trên 1 ppm là ngộ độc. Rồi về phương pháp kiểm nghiệm, về phương pháp kiểm nghiệm thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là từ các mẫu sinh học đó thì người ta muốn phân lập được các cái kim loại ha. Rồi vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ xử lý cái mẫu mà sinh học đó bằng cái phương pháp gọi là phương pháp sulfonitrit, cũng giống như là ở trên chì, đúng không? Để giải phóng các cái arsen ra ở dạng ion, rồi sau đó người ta sẽ đi định lượng nó bằng những cái phương pháp như thế nào. Thì ở đây chúng ta có hai cái phương pháp định lượng, phương pháp thứ nhất là phương pháp định lượng bằng phương pháp mass, và phương pháp thứ hai là phương pháp Cribier. Thì cái phương pháp mass với là phương pháp Cribier này á, thì người ta sử dụng bằng một cái nguyên tắc chung, đó là nguyên tắc hero mới sinh, được chưa? Thì bây giờ ở đây tôi sẽ giải thích cho các bạn cái cách người ta định lượng bằng phương pháp mass trước, sau đó phương pháp Cribier tôi sẽ nói sau. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này, cái phương pháp mass thì người ta sẽ làm như sau này. Chúng ta phải có một cái bình ở đây, ví dụ như là đây là cái bình cầu đi. Người ta có bình cầu, đây là bình mà cái mẫu này người ta sẽ đưa cái mẫu vào đây, sau đó người ta sẽ có một cái hệ thống lắp kính để khi mà nó hình thành cái khí á, thì cái khí này sẽ được dẫn qua một cái ống rồi đến một cái ống thủy tinh, tức là người ta phải dẫn qua một ống thủy tinh đó, để chúng ta giữ cái khí nó ở trong cái ống thủy tinh này đó. Thì bây giờ cách làm đầu tiên á, người ta sẽ cho cái mẫu vô cơ hóa có chứa arsen vào. Người ta sẽ cho cái mẫu vô cơ hóa có chứa arsen vào, sau đó người ta mới tiếp tục cho bột kẽm vào,
bọc kẽm, rồi người ta cho H2S4 vào, S4 đậm đặc vào. À, vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà mình cho bột kẽm với là H24 á thì nó sẽ xảy ra phản ứng, à sẽ phản ứng này, kẽm với là H24 sẽ ra phản ứng thì tạo thành khí hydro. Vậy thì khí hydro này người ta được sinh ra từ phản ứng này, người ta gọi là hydro mới sinh. Rồi khí hydro này nó được hình thành á thì nó sẽ phản ứng với gì? Với arsen. Arsen trong mẫu vô cơ hóa của mình á. Với arsen thì nó sẽ tạo ra cái khí có tên là H3AS. Thì nãy chúng ta đã nói cái khí này là khí hydro arsenơ ấy, gọi là arsen nhé. Khí này nó độc và có mùi tỏi đó. Rồi cái khí này khi nó được hình thành thì nó đi đâu? À thì nó sẽ đi lên cái ống này, nó theo cái ống dẫn này, nó đi qua 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 rồi chúng ta dẫn nó đến một ống thủy tinh. Ở đây. À, và chúng ta sẽ chứa cái khí này vào trong ống thủy tinh, và sau khi mà chúng ta hoàn thành cái phản ứng thì chúng ta phải hàn. Chúng ta phải hàn hàn các cái đầu của ống thủy tinh lại để chúng ta giữ cái khí H23S vào trong đó. À, rồi sau khi mình hàn xong á thì mình sẽ lấy cái ống thủy tinh đó, mình sẽ làm hai cái, một trong hai cái ha. Cái thứ nhất là mình có thể lấy cái ống thủy tinh đó mình đốt ở nhiệt độ cao, đó là 600 độ C. Thì khi mà mình đốt ở 600 độ C á, thì nó sẽ phân hủy thành arsen. À, nó sẽ phân hủy cái khí H3S, nó phân hủy thành arsen và nó đậm lại trên bề mặt của ống thủy tinh một cái vòng màu đen ấm ánh. À, rồi còn không thì mình sẽ đốt nhẹ. Nếu mà mình không đốt vào 600 độ C thì mình đốt nhẹ thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái hạt hạt màu trắng, đó là các arsen trioxide. À, được chưa? Thì bây giờ làm cách nào để mình xác định được nồng độ của arsen có trong mẫu mình thì chúng ta sử dụng phương pháp người ta gọi là phương pháp so màu. Phương pháp so màu tức là như thế nào? Tức là ở đây mình sẽ lưu ý này là mình sẽ phải làm những cái ống chuẩn, mình phải thực hiện những ống chuẩn trước. Đó, rồi mình có những cái ống chuẩn có những cái màu đặc trưng riêng rồi đó, mức độ màu khác nhau đó, thì mình sẽ lấy cái ống thử của mình đó, mình đi so với cái ống chuẩn đó, để mình coi thử là cái ống thử của mình nó có cái màu tương tự như là cái ống chuẩn nào, để mình kết luận nếu mà nó có cái màu tương tự một cái ống nào đó trong cái nhóm đó thì chúng ta kết luận nó là gì, nó có cái nồng độ tương tự với cái ống chuẩn đó, được chưa? Đó thì chúng ta sử dụng phương pháp đó là phương pháp so màu. Thì cái phương pháp này nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm. À, mỗi phương pháp nó đều có những ưu nhược điểm. Ưu điểm á, là nó cái độ nhạy nó khá là cao, nó khoảng là 0,1 microgram arsen có trong cái dung dịch chúng ta thì chúng ta có thể định lượng xác định được. Rồi và thứ hai là nó rất đặc hiệu. Đặc hiệu nghĩa nào? Nghĩa là chỉ xuất hiện những cái biểu hiện là hạt màu trắng hoặc là những cái vòng màu óng ánh này chỉ là arsen thôi, chỉ trong hợp là có arsen nó mới xuất hiện thôi. Còn lại những cái kim loại khác thì nó không có xuất hiện những cái hiện tượng như thế này. Và thứ hai là nó có một cái nhược điểm, nó là gì? Nó tốn thời gian. À, chúng ta thấy nó rất là tốn thời gian. À, để chúng ta chuẩn bị những cái mẫu như vậy thì rất mất nhiều thời gian. À, bây giờ nhiều mẫu thì làm sao chúng ta làm, nó rất là tốn. À, rồi thì đó là phương pháp mát. Phương pháp thứ hai là phương pháp Ribier. Thì người ta cũng dựa trên cái đặc tính của phương pháp đó, là đó là hydro mới sinh. Người ta cũng dựa trên nguyên tắc hydro mới sinh để người ta tiến hành quá trình định lượng bằng phương pháp Ribier. Thì cái phương pháp Ribier này á thì nó có cái bộ dụng cụ định lượng Ribier. À, nó có cái bộ dụng cụ định lượng Ribier, thì ở đây tôi sẽ nói sơ qua cái bộ dụng cụ định lượng Ribier này. Ở đây bây giờ cái bộ dụng cụ định lượng Ribier này, cái bộ định lượng Ribier này nó có những cái gì? Thứ nhất là cái bể nước số 5, ở đây người ta ghi ký hiệu là số 5. À, rồi ở đây chúng ta có cái bình mẫu số 4, cái bình này để chúng ta chứa mẫu đó ha. Rồi nó có một ống sinh hàn, ống sinh hàn đây. À, ống sinh hàn đây, người ta đánh ký hiệu nó là 123 đó, nó là một cái ống sinh hàn, nó một cái thôi. À, người ta gọi là ống sinh hàn khí á. Thì bây giờ trước tiên để mình định lượng thì mình phải chuẩn bị được tờ giấy tẩm trì acetat và thủy ngân clorua. À, mình phải lấy hai tờ giấy này mình tẩm đi trì acetat và thủy ngân clorua đó. Rồi, bảo mẹ ghi cái khác. Rồi, thì bây giờ ở đây chúng ta có này, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị được hai tờ giấy này. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong hai tờ giấy này thì chúng ta lấy hai tờ giấy này chúng ta sẽ luồn vào ở trong cái ống sinh hàn khí. Thì bây giờ cái tờ giấy tẩm trì acetat á thì chúng ta sẽ luồn nó vào đây. À, chúng ta luồn nó vào đây. Đó, luồn vào đẩy thẳng vào vị trí số 2.
đây, vị trí số 2 đây. Được chưa? Mình bỏ vào để luồn thẳng vào vị trí số 2. Rồi tờ giấy tẩm thủy ngân la rua thì mình luồn vào vị trí số 1 ở đây. Đây. Được chưa? Đó, rồi xong, mình chuẩn bị xong cái tờ giấy tẩm mình đã luồn vào trong bóng sinh hàng khí. Rồi tiếp tục mình chuẩn bị bình mẫu. Mình chuẩn bị cái bình mẫu số 4 thì mình sẽ cho gì? Mình sẽ cho cái mẫu vô cơ hóa có chứa arsen vào. À, rồi mình cho tiếp tục mình cũng cho bột kiểm thì thường nó là 6 gram bột kiểm á, rồi 12 ml H24 đậm đặc. À, để cho vào trong này. Rồi sau đó mình mới gắn cái ống sinh hàng khí lắp kính vào cái bình mẫu số 4, rồi sau đó mình cho vào cái bể nước số 5. Đó. Rồi. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà mình cho cái kiểm với lại H24 vào thì nãy chúng ta cũng đã nói nó phản ứng, nó cũng sẽ sẵn ra sinh ra cái hydro, người ta gọi đó là hydro mới sinh. Sau đó khí hydro này nó phản ứng với lại arsen. Đúng không? Thì nó sẽ tạo thành khí H3S, khí H3S này nó đi lên, nó đi qua cái ống sinh hàng khí này, đi qua vị trí số 1, ở vị trí số 2 đến vị trí số 1, thì đến vị trí số 1 này nó gặp tờ giấy tẩm thủy ngân chloruan này, nó sẽ phản ứng. Đây. H3S nó sẽ phản ứng với thủy ngân chloruan. Đó, thì nó sẽ tạo ra những cái phức màu, tùy theo cái nồng độ arsen nó sẽ có những phức màu đặc trưng. Ví dụ như là nó có thể tạo ra phức màu vàng, có thể tạo ra phức màu cam, hoặc là có thể tạo ra phức màu nâu, tùy theo cái nồng độ của nó. Đó. Rồi, thì bây giờ ở đây chúng ta có này, ở đây chúng ta sẽ có này. Vậy thì bây giờ làm cách nào để mình có thể làm cách nào để chúng ta có thể xác định được cái nồng độ của cái arsen của mình có trong mẫu mình với những cái tờ giấy đổi màu như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, sau khi mà chúng ta đã làm xong cái định lượng này thì chúng ta lấy cái tờ giấy tẩm thủy ngân chlorua đổi màu này, mình nhúng vào dung dịch KI 10% để mình lưu giữ cái màu của nó lâu, đúng không? Thì cái màu nó mình có thể giữ được 6 tháng đó, nếu mình nhúng vào trong dung dịch KI 10%. Đó, vậy thì bây giờ sau khi mình có được cái tờ giấy tẩm rồi đổi màu đó, chúng ta đi so với bảng màu. Bởi vì nguyên tắc đó là nhà sản xuất người ta sẽ tạo ra chúng ta một bảng màu chuẩn. Đó, chứ chúng ta không có tự làm được. À, khi mà chúng ta mua bộ này thì nhà sản xuất sẽ cung chúng ta cái bảng màu chuẩn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tờ giấy đổi màu của mình đi so với bảng màu chuẩn. Đó. Thì chúng ta coi thử cái màu của tờ giấy chúng ta tương ứng với cái màu nào ở trong cái bảng màu chuẩn đó, thì chúng ta kết luận là đó là cái nồng độ của nó là bao nhiêu. Được chưa? Rồi cái phương pháp này thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng có ưu nhiều điểm, đó là gì? Độ nhạy nó cao, ít tốn thời gian, đúng không? Nhưng mà nó lại không đặc hiệu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà trong cái quá trình mình làm thì cái khí nó có sản sinh ra khí H2S với là khí H3B thì nó bay lên và nó gặp cái tờ giấy tẩm chì acetat này, tẩm thủy ngân chlorua này, thì đều có khả năng được biến đổi màu giống như là cái H3 ấy. Nên vì thế nó sẽ làm cho chúng ta có những trường hợp xuất hiện kết quả dương tính giả. Đó. Rồi bây giờ cái ý nghĩa của từng cái bộ phận nó như thế nào, thì ở đây chúng ta có bể nước ở đây là để làm gì? Để ủng nhiệt đó. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là phản ứng giữa kim loại với lại axit là phản ứng sinh nhiệt, thì chúng ta phải ủng nhiệt. Đó. Rồi cái tờ giấy tẩm chì acetat ở đây để làm gì? Để giữ hơi nước. Bởi vì nguyên tắc là khi nó phản ứng sinh nhiệt thì hơi nước nó sẽ bay lên. Và khi nước nó bay lên thì nó sẽ đi lên đây, nó gặp cái tờ giấy tẩm thủy ngân chlorua thì nó làm ẩm tờ giấy tẩm thủy ngân chlorua. Mà nhưng mà chúng ta nhớ rằng là cái phản ứng giữa H3S với là thủy ngân chlorua là phản ứng trong môi trường khan nước, nên vì thế nếu mà có hơi nước vào là nó sẽ bị sai, đúng không? Nên vì thế mình dùng cái tờ giấy tẩm chì acetat mình để vào vị trí số 2 là để nó giữ hơi nước lại, nha. Đó, thì đó là cái ý nghĩa của nó là như vậy ha. Thì đó là cái phương pháp mà chúng ta định được arsen ở trong các mẫu chúng ta bằng phương pháp mát và phương pháp Ribier. Rồi chắc có lẽ chúng ta nghỉ giải lao một xíu rồi chúng ta